Ở đây con muốn hỏi thầy có những cái điều kiện, có những điều kiện mà con không hiểu nhân quả. À, cho nên con muốn hỏi thầy để thầy xác định cho rõ cái nhân quả. Và ở đây nó có những cái điều kiện mà mình xác định không được đó. Cái nhân quả mình không biết ở chỗ nào. À, đó là một cháu bé 3 tuổi mập mạp, cháu bị viêm viêm phổi cộng với bệnh đi đi lỏng, được bác sĩ ca trực cho chuyển tuyến. Do hoàn cảnh nên phải về chuẩn bị tiền, hôm sau mới ra lấy giấy và đưa cháu lên tuyến trên. Bác sĩ trực ngày hôm sau tiếp nhận bệnh nhân, thấy cháu vẫn chơi ngoan, tỉnh táo bình thường, để lại điều trị tiếp. Con là y tá điều trị, con thấy lo cho tính mạng của cháu. Trẻ con thường diễn biến bệnh rất nhanh. Con lạm quyền, có nhắc lại lời bác sĩ nói cho cháu chuyển tuyến. Bác sĩ trẻ có vẻ coi thường tay nghề người khác. Thế rồi bệnh tật của cháu chuyển biến đến không lường. Sau nửa đêm cháu cứ liệm dần và đã qua đời. Đã muộn rồi, dù bác sĩ có làm thế nào đi nữa cũng không thể cứu cứu nổi cháu, để lại cho người mẹ nỗi đau khổ vô cùng tận. Con thương quá mà chẳng giúp được gì thầy ạ. Thầy ơi, con không hiểu sự việc đó là nhân thế nào, hỏi thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ giùm cho con được biết. Mọi cái sự việc đều xảy ra là có nhân quả hết. Nhân quả trong cái tiền kiếp của cháu này do cái nhân quả yếu tử. Cho nên dù là bác sĩ đã biết, nếu mà kịp thời thì chắc chắn là cháu không chết. Nhưng mà vì cái nhân yếu tử của cháu nó mới khiến gặp cái ông bác sĩ đó, cho nên ổng coi thường thấy cháu cũng khỏe mạnh đàng hoàng, có gì đâu mà sợ. Cho nên vì vậy mà cháu phải chịu chết do cái nhân yếu tử của cháu đời trước. Cho nên ví dụ như bây giờ có người, cũng như thầy nói cái hạt, có cái hạt nó lên mạnh, có hạt lên yếu, có hạt nó vừa lên nó bị chết, nó bị thối. À, tất cả những cái hạt giống như vậy thì đứa bé này nó cũng nằm ở trong cái nhân quả của cái yếu tử đó, cho nên nó khiến cái hoàn cảnh mà nó khiến nó chậm trễ để cho cháu chết. Thì chúng ta biết thương thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhìn đây là nhân quả yếu tử của nó rồi, không làm sao hết, nó có những cái sự cản trở để rồi nó chết. Cho nên cái nhân quả, cái quy luật của nhân quả nó rất là đặc biệt lắm. Nó tính toán rất kỹ lưỡng lắm. Nó thí dụ như bây giờ một tai nạn giao thông đi nữa, nó gồm lại một số người bị chết ở trên cái chiếc xe đó, nó gồm lại đồng thời một cái thời điểm để đi lên cái xe. Mà cái người ở chỗ này, người ở chỗ kia, chứ không phải là có một gia đình mình lấy xe đó đi đâu. Cho nên nó hay lắm, nó làm sao cho người ta cùng đi trên một chiếc xe đó để mà chết. Cũng như cái nhân quả của cháu đó, nó làm sao hay gì nếu mà không có ông bác sĩ đó thì cháu sẽ không. Nó đặt thành cái vấn đề rất là kỹ lưỡng, nó biết là cái yếu tử đó nó phải đến cái giờ đó đó, thì cái ông bác sĩ đó ổng đến thì ổng lại chậm trễ. Thấy bởi vì không phải ổng không thương cái cháu đó đâu, nhưng mà ổng thấy ổng khinh thường, ổng thấy bởi vì cháu cũng đang tỉnh táo có gì đâu mà phải cần phải chuyển tuyến cho nhanh. Cho nên vì vậy mà cái nhân quả nó khiến là nó khiến như vậy. Cho nên bây giờ con có thương yêu gì, con có kêu gì đi nữa thì con chỉ biết đây là nhân quả, thì cái tâm của con nó không còn thấy hối hận trong lòng. Mình đã hiểu biết, mình đã nhắc nhở mà ông bác sĩ ông lại làm lơ. Cho nên vì vậy đó, khi mà con hiểu được vậy đó thì con rất là an ổn cái tâm con, vì cái tất cả mọi cái đều là nhân quả. Cho nên cái nhân quả của cháu này đã từng giết hại chúng sanh, đã từng làm cho chúng sanh chết, là do đó bây giờ sinh ra để mà chết, rồi chết rồi tiếp tục tái sinh nữa, rồi sẽ bị chết yếu tử cho đến khi cháu 13, 14, 10 tuổi rồi bị xe đụng hoặc là tai nạn gì đó, hoặc là cơn bão bệnh nào đó chết. Để đến khi mà cái nhân yếu tử của cháu, cái sự giết hại của cháu nó đã trả hết cái nghiệp rồi, thì cái cận tử nghiệp của cháu này nó sẽ sinh ra nó mới. Còn trong khi mà cháu, trong khi cũng như mấy con bây giờ đang còn sống á, thì nó có những cái nhân quả của cái hành động thiện ác của mấy con đi sanh ra làm người làm vật rồi, để trả cái quả con đang đang làm. Còn khi cận tử nghiệp nó là cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp đó nó trả cái quả chính chính cái hành động cuối cùng, cái nhân quả cuối cùng đó nó thực hiện qua khi con bỏ xác thân con, thì con trả cái quả cuối cùng gọi là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối cùng. Chứ không phải là cái cận tử nghiệp của mình nó không thành con người đâu, nó thành con người con vật nữa, mà nó tiếp tục nó yếu tử, là tại vì cái nhân nó đã tự nó làm
nó làm, nó giết hại chúng sanh, nó làm cho những cái loài vật chết đi, nó phải trả cái mạng sống của nó bằng cái sự yêu tử của nó. Cho nên hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta thấy an ổn lắm. Trước cái sự kiện xảy ra đó thì chúng ta biết nhân quả, cháu này nó đã gây nhân quả của đời trước của nó. Bây giờ nó mới sanh ra như vậy, nó mới lớn lên như vậy, nó chưa có làm cái điều gì ác hết, mà tại sao nó phải trả cái quả yêu tử như vậy? Thì biết là đời trước nó còn tạo cái ác gì đó, cho nên đời nay nó sanh lên đó để nó đúng cái duyên, cái môi trường sống của nhân quả đời trước nó thành cái môi trường sống hiện tại của nó mà. Cho nên cái môi trường sống hiện tại thì phải có giờ đó là ông bác sĩ đó canh trực đó, thì do đó nó đưa nó đến lúc của ông ta thì ông ta lại lơ đễnh xem thường cái bệnh, thì do đó cho nên cháu phải đành chịu chết để cho nó đúng với cái duyên ý tử. Giờ thầy sẽ trả lời tiếp. Ở đây Minh Chánh có hỏi thầy. Minh Chánh ở đây có con hai Minh Chánh con hai con rồi con ngồi xuống con hỏi thầy cũng về cái phần mà thiện giả. Như con là y tá luôn tiêm thuốc cho bệnh nhân, cái kim tiêm đó cũng làm cho họ đau và sợ hãi, nhất là đối với trẻ em. Con nghĩ đó là hành động ác, đó là hành động ác. Đúng vậy, bởi vì những đứa trẻ mà bệnh đau đó là do nhân ác, cho nên cái kim của con là trả cái quả ác của nó đó. Con hiểu không? Con hiểu không? Nó phải sợ, nó phải đau, nó phải trả cái quả chứ. Nó sanh ra nó có bệnh đau cái gì đó buộc lòng con phải chích nó như vậy, phải không? Nhưng mà cái kim lũi vô thịt nó cũng phải đau chứ đâu phải không đau. Và nó nhìn thấy cái kim của con cũng mạnh như thế cây giáo mà, nó cũng hoảng sợ đó. Nhất là trẻ em thì nó sẽ chích lắm à, đó là cái ác pháp đó. Nó ác pháp nó phải trả cái ác pháp chứ. Và cái hành động con đâu có nghĩa là làm ác đâu. Con muốn đứa em này hết, nhưng mà cái quả của đứa em này phải trả cái mũi kim con đó. Ác pháp phải trả ác pháp đó. Con thấy nhân quả chưa? Cho nên con đâu có làm ác đâu. Cho nên cái mũi kim con á, đối với đứa bé đó nó là ác, cho nên nó phải thọ lấy cái ác. Vì vậy trước khi nó thấy cái mũi kim con là nó thấy như cái mũi giáo đâm vô thịt nó hoảng sợ, nó đau nó la nó khóc. Con chưa có đâm vô đâu mà nó thấy cái mũi kim con là nó đã khóc rồi, thấy không? Nó là cái quả ác của nó đang thọ cái bệnh đó, đó là nó chịu cái quả ác. Và đồng thời nó tiếp thêm một cái sợ hãi nữa là cái mũi kim. Nhưng mà không chết nó thì nó sẽ bệnh, nó chết sao? Cho nên vì vậy mà phải chết. Như vậy là cái hành động con cầm cái kim chích cho em bé, con không có ác, không, con hiểu không? Con muốn cho nó hết bệnh, nhưng đứa bé đó phải trả cái quả ác, cho nên nó sợ cái kim của con là phải. Đó là cái kim của con làm, chứ còn cái hành động con thì không ác đâu. Còn cái kim của con là cái hình ảnh làm cho đứa bé sợ, nó sợ chết nó. Nó ý của nó bây giờ thà chết chứ đừng có chích nó cũng chịu chết nữa. Nó không biết gì, nó chỉ nghĩ thấy cái kim nó sợ thôi, tức là cái quả. Bác sĩ cầm dao rạch bụng cứu người qua cơn tử thần, con thấy đó cũng là cái ác, không phải con? Cái người bệnh đau đó mà họ được giải phẫu được mổ là họ phải trả cái quả của họ. Cho nên trước kia họ mổ heo họ có ra cái gì đâu, họ mổ bụng gà có ăn thua gì đâu, bây giờ bác sĩ mổ bụng họ lại cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà họ sợ đó, nên cái bác sĩ thì không phải ác, mà họ phải trả cái quả đó, cho hiện tại thấy cái nhân quả của họ làm điều ác. Tại sao suốt đời thầy không bác sĩ mổ bụng thầy, phải không? Nhưng mà người kia sao lại bị mổ bụng? Họ bởi vì họ bằng gà quá trời mà họ mổ bụng gà sao được, họ móc tim móc gan nó ra. Thì bây giờ bác sĩ mổ mà nhét vô cho họ sống đó là cũng may đó chứ. Cho nên cái hành động của bác sĩ không phải ác đâu. Bác sĩ nạo hình thai, dùng dụng cụ nạo thai đưa em bé mới thành hình trong bụng mẹ và đưa ra từng mảnh, đó cũng là hành động ác và là quá ác à, con xin phép được hỏi thầy. Ở đó thì con thấy như cái hành động nạo thai là vì cái hành động của cái người làm ác, và cái đứa bé mà ở trong cái bào thai đó là đứa bé đã từng giết hại biết bao nhiêu sinh mạng cái loài vật không? Cho nên phải trả cái quả yếu tử. Vừa nằm bào thai là chúng nạo quăng ra rồi từng mảnh nữa. Hồi mà con bắt con gà con chặt con giết con phân nó từng mảnh để thành miếng thực phẩm không? Con có thấy điều đó? Cắt con cá làm con cá đập cho chết rồi mổ cắt từng khứa ra đem kho, thì như vậy có phải từng mảnh không? Bây giờ cái quả yếu tử đó
mà vào trong bào thai trứng móc ra để rồi cũng từng miếng từng mảnh ra thì có phải không? Có gì đâu, nhân nào thì phải quả trả quả nấy chứ sao, đâu có chạy khỏi gì cái vấn đề đó. Cho nên nhân quả các con nên nhớ, bây giờ hiện giờ nó về cái vấn đề mà nào thai móc thai, đó là cái nhân quả ác của chúng ta để tạo cái duyên tương ưng mà trở thành yếu tử đó mà thôi. Thì đó đâu có gì mà là gọi là ác đâu, đó là trả quả. Cái hành động mà đến bác sĩ làm những công việc này đó là trả quả chứ không phải là gì hết. Cái hình ảnh đó không phải là cái người bác sĩ đó ác, cái không phải là người bác sĩ ác, mà người bác sĩ đó thi hành lực nhân quả để cho cái người đó phải trả cái quả. Cái người đó phải trả quả. Con làm y tá, con làm những cái công việc trồng cái kim chích cho đứa bé là cái nhiệm vụ của nhân quả để trả quả. Nghĩa là con thay cái pháp luật của nhân quả để cho cái người đó phải trả quả, đứa trẻ đó trả quả bằng cách nó phải sợ hãi cái kim của con. Con hiểu không? Đó là cái quy luật của nhân quả như vậy. Chứ cũng như bây giờ một cái người ăn trộm cắp mà bị bắt bỏ tù, mà bây giờ pháp luật bỏ tù cái anh ăn trộm cắp này đó là trả cái quả, nhưng mà pháp luật thay nhân quả để trả cái quả cho anh ta phải trả quả ở tù hoặc là bị đánh đập. Cho nên những cái đó thì chúng ta thấy đây là cái nhân quả, thấy hoàn toàn nhân quả. Còn cái người làm cái nghiệp đó thì không phải là người tạo ác, cái người đó không phải tạo ác. Đây thí dụ như một cái con cầm cái kim chích cái đứa bé, con không phải làm điều ác mà con muốn cho đứa bé cái nghiệp cho nó nhẹ, nó giảm được, nó đau nó hết đau. Cầm cái dao mà cứu một cái mạng người, mổ bụng người để cứu cái mạng người, thế nếu bây giờ cái người đó đau ruột thừa mà không mổ bụng họ, không cắt cái ruột thừa họ thì chắc chắn là họ sẽ bị chết, không? Còn đây vậy mà cái người bác sĩ không phải người bác sĩ thi hành cái luật nhân quả với cái người này, cho nên cái mổ bụng người này mà mai ra đó là cũng và còn cái phước chứ không khéo đó mà chết. Dụng cụ nạo thai cũng vậy, đó là thi hành của luật nhân quả chứ không phải là không phải là người đó dục không mà bây giờ đó cái người đó có cái khử ý là mình phải giết cái người đó, đó là cái nhân. Con này không phải, mà thực hành được cái quy luật của nhân quả, cầm cái dao mà cái dụng cụ để nạo thai cho cái đứa bé, là cái đứa bé đó là tạo được nhân ác quá ác, cho nên phải được diệt ngay từ lúc yếu tử, từ lúc nhỏ. Nên khi mà đứa bé được nạo vậy á, là khi nó cái những cái mảnh mà nó được lôi ra như vậy thì cái đứa bé nó tiếp tục tái sinh, nó tiếp sinh hoài chứ nó làm sao cái nhân quả mà nó đâu làm sao nó đứng yên một chỗ đâu. Bởi vì hồi nãy các con có nghe cái bài vô thường, cái đợt sóng này lên thì có đợt sóng khác, cái đợt sóng này chìm xuống thì có đợt sóng khác, vô thường nó liên tục. Cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc kia nó bắt đầu cháy, như thân chúng ta mất thì nó có cái nhân tận tận tử nghiệp của nó tiếp tục, nó có thân khác và đồng thời nó liên tục. Con nhớ không phải như bây giờ thầy còn sống, nó có những cái đợt sống khác mà. Tại vì thầy tạo ra những cái đợt sống nhân quả đó, nó có những đợt sống khác, nó lên xuống nhấp nhô, nó trùng trùng chứ nó không phải. Cho nên vì vậy đứa bé đó nó không có nghĩa là tới đó nó tan hết là cái trả cái quả đó thôi, chứ còn cái nhân nó tiếp tục nữa, nó thọ cái quả khổ. Trong cái khổ đó nó có cái từ trường phóng ra cái sự đau khổ tan nát của cái tâm nó, thì nó tiếp tục, nó tương ưng, nó tái sanh được, nó không mất. Còn người mẹ đó đang trả quả do cái hành động thiếu đạo đức cho nên dâm dục một cách rất là không đúng cách, cho nên vì vậy mà sợ mới nạo thai mới bỏ, hoặc là nói chung là vì kế hoạch quá gia đình, cho nên lỡ vợ chồng có con rồi mà giờ có hai con, mà nếu mà ba con bốn con thì hoài hôn thú không xin giấy khai sanh được, buộc lòng phải móc bỏ. Như vậy rõ ràng là cái người mẹ phải chịu những cái họ nhau khổ đó, là vì mình không làm chủ được tâm mình để ly dục, ly cái ái dục, ly cái sắc dục, do đó mình phải chịu thấy cái nỗi khổ đó. Mà cái người mẹ khổ về cái thân xác bị mổ, bị nạo, còn cái người cha hoặc là cái người chồng họ cũng không yên đâu, tinh thần họ lo lắng không biết sao, họ cũng không có an ổn, họ cũng có hạnh phúc gì đó, cho nên vẫn là đau khổ của người này đến người, đó là chùm nhân quả. Còn cái đứa bé trong bào thai bị nạo đó là cái duyên yếu tử của nó tới đó nó bị nạo, thay vì nó một tháng họ nạo hoặc là ba tháng, có khi chín tháng họ mới hay, hoặc là có khi bảy tháng năm tháng họ mới biết là họ có thai, lúc bây giờ nào nó lớn rồi,
Có nhiều khi mà nào đứa bé nó quá lớn, còn có khi nó vừa chớm họ biết được, họ nào nó còn nhỏ không thấy, nhưng mà cứ vẫn là một cái bào thai vẫn có đủ năm quẩn đó con, chứ không phải là thiếu. Nó đủ năm quẩn nó thành một bào thai, còn nó thiếu nó không được, nó chỉ còn phát triển thôi, nó phát triển nó lớn nữa. Cho nên nó phải trả cái quả ý tử của nó, còn bà mẹ nó phải trả cái nhân mà hiện tại không làm chủ cái tâm dục của mình, cho nên mình bị cả cha lẫn mẹ đều là bị cái ảnh hưởng đau khổ đó. Đó là trả cái quả, trả quả đau khổ. Nhưng không những cái quả đau khổ đó trong một việc trước này, mà còn tiếp tục tương ứng sanh ra làm người khác đau khổ. Những hành động trên mà chúng con đã làm đó thì phải trả quả thế nào? Những hành động trên đối với con không thi hành theo luật nhân quả, như bây giờ để ông tòa ông tiêu án cái thằng ăn trộm đó ở 3 tháng tù, thì ông trả có quả gì nữa con? Ông đâu có trả quả gì đâu, tại ông thi hành luật. Có phải không? Đó là ông thi hành cái luật nhân quả mà. Con có làm cái này con có chủ ý con giết người đâu, con đâu có chủ ý đâu. Con chích cho đứa bé nó mạnh đâu có nghĩa là chủ ý con chích cho nó chết đâu. Có phải không? Con không có trả quả gì đâu. Con làm đúng luật nhân quả để cho những cái nhân quả của những cái người đó họ phải trả. Đó thì cho nên xét trong cái luật nhân quả thì chúng ta thấy rất thực tế và cụ thể. Không có làm sao mà chúng ta trước cảnh đó chúng ta thấy nó ác chứ không phải. Cũng như cái ông tòa ông đứng trên ông ngồi trong pháp đình thì ông kêu án bây giờ về luật pháp thì cái tội này ăn trộm cắp vậy hay giết người thì tử hình, hoặc là cái tội ăn trộm cắp này 3 tháng tù thì ông theo luật ông kêu. Còn con đứng ở trên vị trí của một bác sĩ, của một y tá, con chích thuốc hoặc con làm những cái điều đó là con đứng trên pháp tòa của nhân quả để mà cho những người được trả. Chứ con có cái mục đích gì đâu, với cái tâm quá rất tốt là con muốn cứu người chứ con đâu có giết người đâu, cho nên con không có tội gì hết. Con hiểu không? Nó trong cái vấn đề mà con hỏi thầy thì trong vấn đề đó, bởi vì nếu mà không hiểu cái nhân quả thì dường như là mình thấy có cái ác đó, mà hiểu được không phải đâu. Mình không có cái tâm của nó, không có cái ý mà làm cái điều ác giết hại người. Mình có ý tốt là mình muốn cứu người thoát ra khỏi. Còn ông bác sĩ mà nào thai không có nghĩa là ông có ý ông giết đứa bé đó đâu. Không có giết đứa bé đâu, mà vì cái hoàn cảnh gì, cái giá trị gì của cái gia đình người đó, họ đến họ yêu cầu ổng thì ổng làm theo cái chức năng, hoặc là về cáo một kế hoạch hóa gia đình của một đất nước ổng làm. Chứ ổng cũng xót xa lắm, chứ ổng đâu có muốn giết đứa bé. Có nhiều khi ổng hối hận lắm, thấy khi mà nạo lôi đứa bé ra nó con mắt nó còn nhái rồi nó sẽ chết. Họ rất đau khổ lắm. Có một lần có một cái cô ở thành phố Hồ Chí Minh, cổ nói cho thầy nghe, cổ đã trực tiếp cổ thấy được cái điều đó, cổ rất đau đớn lắm. Cổ là bác sĩ mà cổ nói vấn đề đó, cổ nói rất là thật tình chứ không phải. Cổ nói cổ đâu có, cô đâu cổ nói cổ đâu có muốn giết đứa bé đâu, nhưng mà gia đình người ta vì giá trị gia đình người ta yêu cầu cổ để đứa con gái người ta nó bỏ túc cái gánh nặng đó đi, thì bác sĩ họ biết làm sao hơn là đứng ở trong vị trí và trong cái giai đoạn mà đất nước có cái kế hoạch hóa gia đình như vậy thì họ làm sao giờ đây? Họ phải thi hành. Cho nên vì vậy mà họ rất đau khổ khi thấy đứa bé chết, rất là tội nghiệp. Đó thì các con biết cái lương tâm họ là lương tâm tốt, họ có tội lỗi. Những cái gánh nặng tội lỗi đó là do nhân quả của con người đã tạo ra. Cho nên hiện giờ chúng ta là những người không hàng phục được tâm mình trên dục vọng, trên ái dục, trên sắc dục. Do đó chúng ta phải biết, thay vì muốn kế hoạch hóa gia đình thì nhà nước phải phổ biến cho người ta biết cái chương trình để ngăn chặn cái tâm sắc dục của chúng ta với một cái tinh thần cởi mở. Còn đằng này hướng dẫn cho người ta chạy theo sắc dục rồi kế hoạch hóa để giết biết bao nhiêu là sự đau khổ trước mắt, tạo những cái điều ác. Cho nên đúng, kế hoạch hóa gia đình chưa phải đúng cách, chưa có đạo đức. Cho nên đối với thầy thì nếu mà kế hoạch hóa gia đình, một người, một gia đình có hai con, chấp nhận cho một gia đình của hai con, sợ cái nhân, cái nạn nhân mạng con người đau mà không được sống. Cho nên cuối cùng chúng ta phải có cái đạo đức để mà hướng dẫn cho con người có cách thức chúng ta hạn chế sanh đẻ, thì như vậy là kế hoạch hóa gia đình mới đúng. Còn lần này cho lệnh nào là thuốc ngừa thai, nào là mổ não đủ cách, như vậy là rõ ràng chúng ta đi trên con đường ác chứ không phải con đường thiện. Chúng ta ngăn chặn những cái điều kiện đó trong trứng nước, trong tâm tư của chúng ta thì mới là đạo đức. Đằng này tâm để dục vọng cao siêu mà đưa đi đến chỗ mà chế ra thuốc thang thế này thế khác để ngăn chặn, điều đó là điều tai hại, không đúng đạo đức lần nữa, không đúng đạo đức nhân mạng. Thì ước ao rằng ngày mai những đạo đức được ra đời
tất cả những kế hoạch hóa gia đình này bằng đạo đức chứ không phải bằng bằng tinh thần của con người sáng suốt để nhận định, không còn làm lại, không còn tạo những hình ác. Với những hành động ác đó làm sao chúng ta chạy khỏi những cái từ trường đó, sẽ sinh ra, nó sinh ra càng ác. Và tất cả thế gian này đều nhìn trước sự đau khổ đó sao? Con mắt chúng ta luôn luôn lúc nào cũng con người có lòng thương yêu, thấy những cái chết như vậy chúng ta đành lòng. Bây giờ cái bào thai chỉ 1 tháng 2 tháng đó, nạo ra một miếng máu thôi chúng ta cũng xót xa rồi. Máu của ai đây? Của cha, của mẹ chứ của ai? Chúng ta sẽ là người cha, người mẹ của mảnh máu này, tại sao chúng ta nở mất ai bỏ? Chúng ta là con người hay là thứ gì đây? Hay là con ác muốn? Cho nên chúng ta tự đặt mình đứng trong vị trí đó thì chúng ta như thế nào? Cho nên đứng trên góc độ đạo đức nhân bản nhân quả, thầy không chấp nhận cái điều này. Thầy không chấp nhận được. Thầy xác định thà lại thầy có bị mọi thứ đau khổ chết đi, nhưng mà thầy không chấp nhận con người làm những việc, nhất là những cái dòng máu đó là của cha, của mẹ, của con người, thì không thể nào diệt nó như vậy được. Lòng thương yêu của con người đâu nỡ làm gì nữa. Cho nên đối với thầy thì thầy không chấp nhận. Còn con hỏi đây là để biết những hành động của bác sĩ, của y bác sĩ, y tá và bác sĩ, họ làm như vậy có ác hay không? Đúng, họ đứng trên luật nhân quả để thi hành điều đó chứ không phải ác.